quay quay từ đây vô đó luôn. Resume cho Mr. Nelson. Quên cãi ổng đi. Okay. Đi hurry up đi chứ một công đôi chuyện. Má cầm máy chụp hình đi chắc nó tưởng mình điên. You didn't go to ELC today. You didn't go to ELC, right? For some English class because I'm doing full safe. Oh. Are you into full study? No. Hết máy rồi. Cái sao lọc được bà. Đợi cầm ít con mẹ. Đang quay phim mà chửi. Từ từ ba, đi lại đau chân quá ba. Đang quay hả? Đang quay. Con này nha, đây là sách nè. Đéo má, ai không biết sách nữa mà chứ không biết chứ rồi. Nhỏ thôi, bị chửi nha. Quay cho Kelly với. Quang, tắt nhau quay lại cái mới nha.